Thần đồng Trung Quốc, gần 30 tuổi, vẫn ăn bám bố mẹ và không chịu đi làm thuê. Quá đáng tiếc cho một tài năng. Trương Hân Dương từng được ca ngợi là thần đồng, nổi tiếng là sinh viên đại học trẻ nhất Trung Quốc khi mới tròn 10 tuổi. Chàng trai ngày đó bây giờ đã 28 tuổi, cho rằng ngồi một chỗ và không làm gì là chìa khóa dẫn tới hạnh phúc suốt đời. Năm 2011, Trương Hân Dương, 16 tuổi, trở thành nghiên cứu sinh khoa ứng dụng toán học ở Đại học Hàng không Bắc Kinh, ngôi trường hàng đầu thành phố. Khi đó, anh gây tranh cãi khi yêu cầu bố mẹ, những người sống ở quê nhà thuộc tỉnh Liêu Ninh, Đông Bắc Trung Quốc, mua cho mình một căn hộ ở Bắc Kinh trị giá 275.000 đô la Mỹ. Anh còn dọa rằng nếu bố mẹ không mua nhà, anh sẽ bỏ bằng thạc sĩ và không học tiến sĩ. Cuối cùng, bố mẹ đành thuê cho anh một căn hộ và nói dối là đã mua nó. Trương chia sẻ, mua nhà, tìm việc làm tốt, có hộ khẩu Bắc Kinh là thành công. Bố mẹ mong muốn tôi định cư ở Bắc Kinh hơn bất kỳ ai, do đó họ phải cố gắng để tôi đạt được điều này. Hiện nay, Trương không có việc làm, trong tài khoản ngân hàng chỉ có vài nghìn tệ, sống trong căn hộ thuê ở Thượng Hải, làm nghề tự do và vẫn phụ thuộc tài chính vào bố mẹ. Trương nói trong bài phỏng vấn, họ nợ tôi. Căn hộ mà họ lẽ ra nên mua cho tôi bây giờ sẽ có giá hơn 10 triệu tệ, tương đương 1,4 triệu đô la Mỹ. Quan điểm sống của anh dấy lên cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc. Một người bình luận, cậu ấy là người tài, cha mẹ cậu ấy bị ám ảnh với việc nuôi dạy một thần đồng và cuối cùng cậu ấy phải bù đắp cho tuổi thơ bị lấy cắp bằng cách khác. Một số người khác gọi hoàn cảnh của Trương là sự sụp đổ của một thần đồng. Không phải tự nhiên mà cậu ấy trở thành người ăn bám như hiện giờ. Các bạn nghĩ sao về câu chuyện của chàng trai này? Chia sẻ cùng Thám TV cũng như tiếp tục đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị mỗi ngày.